kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin trong ngày của Báo dân tộc và phát triển. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính sau: họp tổ soạn thảo xây dựng quyết định của thủ tướng về người có uy tín; dự thảo luật đất đai sửa đổi cần đảm bảo người có đất bị thu hồi có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn; Lai Châu tạm giữ 12 đối tượng về hành vi đánh bạc; cùng các tin tức thời sự khác. Sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, thứ trưởng phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc Y e Vingter đã chủ trì họp tổ soạn thảo xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại cuộc họp, các đại biểu khẳng định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quyết định số 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thảo luận các nội dung đưa ra các dự thảo tờ trình. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Y Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo, tờ trình của ban soạn thảo cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp. Thứ trưởng đề nghị vụ dân tộc thiểu số, cơ quan thường trực của Ủy ban dân tộc trong tổ soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo tờ trình. Đối với tổ soạn thảo, thứ trưởng đề nghị cần nghiên cứu mở rộng thêm nội hàm và quyết định mới, nghiên cứu lại các thuật ngữ, phạm vi đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, nghiên cứu bổ sung thêm chế độ bảo hiểm y tế cho đội ngũ người có uy tín. Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó có nội dung về việc bảo đảm người có đất bị thu hồi chỗ ở, đảm bảo thu nhập về điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã cụ thể hóa quan điểm này tại điểm A khoản 4 điều 85 về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng và điều 89 về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Điều 3, dự thảo luật không giải thích khái niệm thế nào là có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và dự thảo cũng không đưa ra tiêu chí hay phương thức đối sánh trước khi bồi thường và sau khi bồi thường để định lượng việc nhà nước bồi thường cho người bị thu hồi đất có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ hay không. Dự thảo nên cân nhắc các khía cạnh về cơ sở hạ tầng, điều kiện ổn định cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, điện, đường, trường trạm, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, xử lý môi trường, điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Hôm nay là ngày nước thế giới 22 tháng 3 với chủ đề thúc đẩy sự thay đổi, ngày nước thế giới kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động để thay đổi cách sử dụng, khai thác, tiêu thụ và quản lý nguồn nước trong cuộc sống của mình. Với lượng nước mặt bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840 m3 trên người trên năm, thấp hơn chỉ tiêu là 4.000 m khối trên người trên năm, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia thiếu nước theo đánh giá của Hội Tài nguyên nước quốc tế. Trong khi đó, nước ta lại là quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, tài nguyên nước được đánh giá là phong phú, bao gồm cả nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm, thì đây được xem là một nghịch lý. Theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường, trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì sử dụng nguồn nước ô nhiễm và điều kiện vệ sinh kém. Hàng năm có gần 200.000 người mắc bệnh ung thư, 250.000 người bị mắc bệnh tiêu chảy cấp phải nhập viện và một trong những nguyên nhân chính bắt nguồn từ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Trước hậu quả này, thì việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững cần được các địa phương và mọi người dân tích cực thực hiện. Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 07 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí các cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ ngành địa phương. Chỉ thị đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông. Bộ Tài chính bố trí kinh phí thường xuyên để ngân sách nhà nước thực hiện công tác truyền thông chính sách. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí phối hợp thường xuyên chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong công tác tuyên truyền chính sách, tăng cường nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện, tạo hiệu quả truyền thông chính sách. Tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị chu đáo cho Tết Chôn Thơ Năm Thơ Mây năm 2023 của đồng bào Khmer. Tết Chôn Thơ Năm Thơ Mây năm 2023 của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Tỉnh Cà Mau chỉ đạo việc tổ chức Tết phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer, tạo điều kiện cho đồng bào Khmer trong tỉnh đón Tết theo tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, các cấp các ngành cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm, phát huy tính tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên thoát nghèo, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với cuộc sống vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phần cuối bản tin là các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Vườn Quốc gia Jóc Đôn, Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thêm hai cá thể voi tham gia mô hình du lịch thân thiện với voi. Việc tiếp nhận hai cá thể này nâng tổng số cá thể voi tại vườn quốc gia lên 10 con. Trước khi đưa về vườn quốc gia, những cá thể voi này thường bị xiềng xích phục vụ chở khách du lịch. Từ ngày tham gia mô hình du lịch thân thiện, cuộc sống của voi được cải thiện về sức khỏe và tinh thần. Đây là hai cá thể voi được tổ chức động vật châu Á hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật đưa về vườn quốc gia để tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang thân thiện với voi mô hình đang được nhiều đơn vị và khách du lịch hưởng ứng. Hiện nay, quần thể voi nhà tại Đắk Lắk chỉ còn 36 cá thể, giảm 90% số lượng so với năm 1980. Các cá thể voi nhà hầu hết đã lớn tuổi, gây khó khăn trong công tác bảo tồn. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 0323B, bắt tạm giữ hình sự 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Trong 12 đối tượng này có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia. Qua điều tra xác minh, các đối tượng đánh bạc rất kín đáo, tinh vi, không trao đổi trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua mạng xã hội Zalo gia và giao dịch tiền thắng qua chuyển khoản banking. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 12 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và tài liệu liên quan khác. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu lực lượng công an xác định số tiền các đối tượng đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. thực hiện kế hoạch nhân rộng đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy của lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An. Từ đầu năm 2023, công an huyện Diễn Châu đã tập trung giả soát tại 6 địa bàn cấp xã được lựa chọn để xây dựng xã sạch về ma túy để tập trung đấu tranh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau một thời gian điều tra xác minh, công an huyện Diễn Châu đã huy động được 65 cán bộ chiến sĩ với 13 tổ công tác đồng loạt bắt 13 vụ với 13 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đó, triệt xóa được 10 điểm bán lẻ về ma túy trên địa bàn huyện Diễn Châu. Tăng vật chuyên án thu giữ gồm hơn 3.500 viên ma túy tổng hợp và gần 35 g heroin. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong ngày. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh youtube, website và trang fanpage của Báo Dân Tộc và Phát triển. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong các bản tin sau.